sáu triệu. Hello, lời chào các bạn nha, là mình đây. Hôm nay mình đã quay trở lại rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ dùng đống tiền này để chúng ta đi đến một cái nơi mà gấp vàng để các bạn. Kỳ này mình phải gấp từ cái đôi vàng đó về. Hôm nay mình sẽ đến chi nhánh mới, chi nhánh 2 của trạm Tao Bồ. Không phải để review vàng mà để gấp vàng và lấy đôi vàng về. Ok. Bạn thấy cái đôi này đẹp không? Lâu rồi chúng ta chưa thấy lại cái đôi dài đúng không? Thì bạn nào chưa biết đây là đôi Jordan 4 Travis Scott. Mình custom Jordan Bo lại. Chỉ lại đổi, mới đổi cùng dây màu xám thôi. Nhìn cho kiểu vintage, nhìn cho kiểu mà cổ điển, đẹp không? Đó, phê dài vậy thôi. Đeo đây nè. Qua mình. Cái này á, mình ra đường hay gặp mấy thằng lồn xin thuốc các bạn hiểu không? Anh ơi có đúng không? Có móc rồi. Chạy tiền. Mười mấy năm rồi mình đã thấy lại cái gói thuốc này nha các bạn. Hồi xưa là nó khoảng chừng 5-6 ngàn gì à. Giờ lên 12 ngàn rồi. Ủa quay chưa? Mà rồi luôn hả? Ok các bạn, bây giờ mình đã có mặt tại chi nhánh 2 của trạm Tao Bồ. Ủa số địa chỉ số mấy vậy ta? 387 xe 12 cách mạng 8. Ok các bạn, thì bây giờ mình chuẩn bị vô trọng lấy mấy cái đôi dài về. Tiêu chuẩn các bạn hiểu không? Mà lấy vài cũng được, họ cho 10 cái nha, dễ thương quá. Mấy giờ? Cấp tuần. Quay. Đừng để ông để. Để em để thằng Tài, bữa nay ông tới đây con quay là lấy đôi dài về. Mặc dù ông để thằng Tài ngồi đây lâu rồi, nhưng mà bữa nay buộc hổ còn lấy đôi dài về. Mai cũng cúng để mình gà ăn vịt chè đầy đủ luôn, cho con cắt chúng đôi dài. Được rồi chưa? Dở ơi. Đó, chú chẳng rồi, chú chẳng rồi. Dở ơi. Chú chẳng rồi. Alo, bà Thủy ơi, nhà đây chơi. Mấy cái blog gì trước toàn quay mấy cái này không à, nhưng mà mấy cái này giờ nó không có chủ đề chính nữa các bạn. Chủ đề chính là cái má ở dưới kìa. Nhưng mà đây rồi, ủa, đây. Thích cái đôi này. Clean. Với lại cái đôi này nè, nhìn giống Curry không? Giống đôi trên bóng của Ray không? Đúng không? Y chang luôn. Xám, trắng, vàng. Hello. Ủa Thủy, thằng bỏ xem cho anh lấy cái bóc màu kia mà sao giờ có bóc màu đen rồi? Ông bỏ cho bóc, tại ông bỏ anh hỏi bóc màu trắng mà. Ủa bóc này bằng giá bóc kia không? Bằng giá. Bóc mèo à? Trắng không? Không.
Trời má sao mày này bị lát cứ ghẻ luôn đó. Chơi dở lắm. Em quen mà. Đi xuống dưới. Ok. Ủa còn con mèo bự đâu rồi? Con nhỏ kia đâu rồi? Bên chậm. Chú kia đâu rồi? Bên chậm 1 à. Mẹ ơi. Ủa tụi có anh chiếc vậy? Anh chiếc để em kia. À ok. Thì lúc hồi là thì cái lý do mà chỉ anh đâu đây á để gấp dài, đúng không? Hồi nãy á anh nhìn từ xa đó anh thấy có một cái vài chỗ hợp lý ở trong cái đó. Bây giờ anh muốn em á là thay đổi cái vị trí để cho cái máy gấp dài này nó hấp dẫn hơn. Không. Okay. Không đổi vị trí được. Đổi vị trí. Không, thì để nó cho đẹp cái tự nhiên đổi vị trí. Không phải là em bỏ cái đôi này vô, thì em lấy mấy cái đôi kia ra, cái đôi không cần thiết á. Không. Ủa vậy anh? Không, cái đôi gấp đôi em chẳng thôi. Ôi trời má, chơi sợ thua má chán này. À, cái này là không bán nha, cái này chân thôi không bán, còn mấy đôi kia thì có thể bán. Chân thôi, đôi này chân thôi, cũng không bán. Có gì vậy? Chân. Còn. Còn đôi này? Chân, hai đôi này chân này không bán thiệt, hố, không bán. Nhà bán dài, vô không bán dài, bán gì? Còn này là nằm ở chổng sẵn rồi đúng không? Ừ, thì là bán á. Về đăng Mỹ luôn á, bỏ rồi vô được không? Đến gấp. Bỏ vô được không? Bỏ vô đi. Nhìn mặt kìa đổ mấy chủ kiểu nhá đi mày. Chơi sợ thua. Chơi sợ thua. Ủa cái đôi này giờ giá nhiêu? 17.9. 17.9 đúng không? cũng rác đó. Nè bấm cái nè. Còn pin không ta? Hết pin. Hết pin. Tại để chân nhá. Đây đây đây, cái này được nè. Để chân cho mọi người. Cái đôi này là MF Mini nha các bạn. Đó, cái này là cái đầu thắt dây tự động. Đó. Thì lúc đầu cầm cái đôi này lên á là tìm xung quanh có lỗ đồ cắm sạc như điện thoại không? Không có. Thì lúc hồi cái bà máy ngố rồi nè. Bà nói là cái dĩa này. Cái dĩa à? Đây, là sạc bằng cái này đúng không? Đúng rồi. Nó giống như là cái đồ mà đó, nó giống như là cái đồ sạc pin tự động trên điện thoại đúng không? Ừ. Ok. Sạc pin điện thoại được luôn. Đó hồi mình sẽ lấy hết trọng bộ về. Ôi. Yeah. Ủa, lấy nhìn đi đâu giờ trốn chưa nè. Sao mỗi lần quay phim mà trốn chưa nè. Rồi, bà chủ nói dùm là cái chạm 2 này với lại chạm 1 á là nó khác nhau gì? Nó có khác nhau gì về mặt mà sản phẩm hay là gì không? Hồi như hai cái đều giống nhau, chỉ là nó giống nhau. Nó giống nhau mà thì nhập hàng thì tiêu hàng đủ cho hai bên thôi, đâu có gì khác đâu, chỉ là bên đây khác là khác không cái mai. Ủa? Mấy này còn chưa bán hả? Bán bớt rồi chứ. Hầu như là không bán. Đừng có chỗ già để vô hỏi một cạc chịu không bán. Thì chạm turbo chủ yếu là những mặt hàng mà dài mà... Ủa thì dài gì em? Dài cây rùa. Đúng rồi, là dài mà không dài đi đáp với lại đang kỳ bình thường thôi chứ không bán hàng luxury. À, ok. Những mặt hàng bây giờ đang rất là hot. Thì cho anh hỏi là em có đủ full size dành cho nam và nữ không? Có full nha, bán hết rồi. Ủa đúng rồi mà. Em có đủ đó nhưng mà bán hết thôi. Bạn nào muốn kiếm dài á thì cứ liên hệ, mình mệt quá rồi. Dùm đi vô thẳng cái vấn đề chính luôn. Dùm. Rồi phẫu. Đó, hàng chính đủ. Tí nó khỏi bưng vô. Anh tháo này ra trước rồi nè. À quên. Người đầu tiên xài lại. Máy hư rồi ạ. Thì cái máy này bữa giờ là nó bị hư đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ nó mới sửa ngày hôm nào, mới sửa xong. Mới sửa xong ngày hôm qua. Ba người sửa lận á, mấy tiếng đồng hồ mới sửa xong được cái máy. Tại mình người bốc tem luôn hả? Đúng rồi, chính xác. Hôm nay quyết định là khô máu rồi. Nó hư thêm lần nữa. Nó hư thêm lần nữa đi nha. Ok em, bây giờ em giới thiệu cách chơi, anh muốn biết cách chơi là như thế nào nữa. Rồi mới vô nha, một xu của mình sẽ là 25.000. Mà mua 2 xu trở lên đó là 20.000 một xu. Thì bây giờ anh Dũng muốn chơi mấy xu? Ủa là sao? Thì các bạn làm chứng cho mình nha. Cái vlog này á, là không phải mà để biểu diễn các bạn coi đâu. Mình chúng là mình lấy cái đôi dài vậy luôn. Với lại mình sẵn sàng bỏ tiền ra, mình bỏ tiền túi mình ra luôn. Dạ mà lấy hết nha, lấy hết xu nha. Thôi hết tiền rồi mua rồi. Dạ bây giờ nè. Anh là coi như là khách quen chỗ này rồi. Bây giờ là 25.000 một xu đúng không? Ừ. Mua trên mấy xu rồi là thành 20.000. 2 xu. Mua trên 2 xu là 20.000 đúng không? Ừ. Bây giờ anh sẽ cái mua 10 xu trước nha.
Bây giờ anh mua 10 xu, em tặng anh 10 xu. 10 xu là 10 xu. Nhưng mà anh đang kêu tặng đi chứ. Không tặng. Anh quay cho em mà đốt lại đéo có tiền luôn á. Nó lại không có tiền luôn á. Em tặng 10 xu. Ủa thì giờ lỡ anh trúng vài là có xịn hơn không? Xịn hơn gì, lỡ anh thua sao 10 xu làm như dễ trúng lắm nha. Thôi cứ cho 10 xu trước đi, tí tính tiếp. Ok không? À, lấy 10 xu. Đồ trước nha. Ai điếm mà, ai điếm. 10 xu kìa. Các bạn nhìn cái máy rồi, không có dễ ăn đâu. Dễ ăn rồi nó mua về làm gì. Nè thấy không, nửa giờ là chưa ai chơi nè. Bảy bụng, lại đây kể cái lịch sử bữa bao nhiêu người trúng rồi. Ai quay kia kìa. Cái gì ba? Đứng nè. Không, bữa giờ hả? Rồi. Bữa giờ đầu tiên thay máy là Nabi trốn trước. Ai? Thành Nabi là có 20 con nhỏ nhà bên Nabi á. Trời chứ mơ hả? Ờ đúng rồi. 20 mấy xu á là trúng rồi, là trúng đôi Stimit. 21 xu. 21 xu là tính ra bao nhiêu tiền rồi? 400 mấy ngàn. Mình trúng đôi Stimit thì rồi đó là nhiêu? 2 triệu 3. Gì? 2 triệu 1 hay 2 triệu 3 không nhớ. Còn người thứ hai? Người thứ hai là trúng một đôi Z. Một đôi Continental cũng 2 triệu luôn. Chơi 12 xu. Đúng. Người thứ ba là chúng đôi dép Alpha Bao. Cái anh đó là anh công an, anh qua đây anh nói chung là anh muốn ăn ít. Anh qua đây anh xin giày. Xong anh nhìn máy ghiền quá, anh chơi có hình như đâu mấy xu thôi. Hình như là anh chơi có 1 xu 1 à. Chúng đôi dép Alpha Bao mang về luôn. Rồi. Còn cái có bạn kia là 100 xu. 100 xu là 2 triệu. Xong rồi không trúng đôi, không trúng gì hết. Xong rồi đi chung với anh Alpha Bao luôn. Cái anh Alpha Bao thấy chúng tức, mua 50 xu nữa, 150 xu. Xong cuối cùng chúng luôn cho 44 triệu. Đời luôn. Đời luôn. Rồi mang về. Rồi trời, còn cái ông là sao? Sao? Cái anh kia nữa. Anh qua anh chơi. Chúng đôi Adidas hồi nãy anh mới ấy luôn, 1 xu 1. Cái máy nó bị lỗi. Cái máy lỗi từ dưng cái chọt vô cái vô cái rớt nó dày xuống cái hư máy luôn. Hư luôn máy từ đó tới giờ luôn. Ừ, đó, bây giờ mình thiếu cả chúng đôi chúng thêm một đôi em phục quanh trắng nữa. Thế là Stamix. Thêm một đôi Stamix nữa. Lúc ban đầu là chúng một đôi rồi. Xong rồi cứ nghĩ là không có lỗi. Xong rồi reset máy lại, xong cũng có chúng thêm đôi nữa. Là đôi em phục quanh, xong chúng thêm đôi Adidas nữa là thôi tắt máy luôn. Bây giờ là máy lỗi, máy hư rồi. Ừ đúng rồi. Là hư 7 lần rồi đó. Chắc cái máy này nó có cái khuôn các bạn hiểu không, là mát điện á. Thì hôm nay mình sẽ tận dụng cái mát điện đó, mình lấy cái đôi dài về. Nói chung là mấy ông nội, bà nội này nó vừa kể các bạn đừng nghe. Mình trúng các bạn có tin đúng không? Sao luôn, để trúng luôn. 10 xu đếm đi, đếm đủ 10 xu nè. Bây giờ em lấy 2 xu của em ra em test thử cho anh coi đi chứ. Không, anh là người đầu tiên anh chơi chứ. Anh chơi đi, cho anh 1 xu đầu tiên chơi luôn á. Ok. Thì lấy anh xu đi, 11 xu chơi 20 ngàn lần xu bị gõ đó, vẫn chơi rồi. Đếm đủ đi, tí nữa thiếu rồi rồi mang vô em. Đúng rồi. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10, 10 đủ rồi. Cho gái. Ôi, giờ sao? Nè, ngồi vô nha. Lấy cái ghế rồi, không có ghế ngồi không? Nè, đây. Quay, bỏ đi vô, trời, gan hả? Bỏ vô đi. Con ngân được không? Vậy? Ngân xíu đi, để bỏ vô. Ngân xíu. Bỏ vô em. Rồi. Hồi nãy á các bạn, hồi nãy mà lúc mà tắt máy á, chị chủ có tâm sự là có một buổi là có nhiều, có một ngày đúng không? Là 4 người trúng. Ừ. Tối khóc sưng mắt luôn. Mình ra vô chơi nè. Đây đúng không? Đó, nó hiện một xu lên nha. Rồi. Rồi. Từ từ nha, cái này anh kéo qua thì nó sẽ đi qua đây thôi, còn nhấn cái nút này nè, nhấn càng lâu á là có nghĩa nó đi lên. Đó. Ok, thử chứ quá gay rồi. Anh chơi đi. Này em chậm. Thử là biết mà. Rồi nhấn phải nó đi lên. Lắm rồi luôn. Nó sẽ lên xíu nữa là tối rồi. Bây giờ anh bỏ vô một lần chín xu luôn cũng được. Phải không? Được, hay quá. Ép để cho nó hiện, nó hiện sâu lên. Nè, các bạn nhìn mấy thằng nào hay chơi tử thẻ nè, mình chỉ cho các bạn nhìn là biết pro nè. Để đó, để tay. Đúng. Đó, mấy chị bát, mấy chị đua ngựa đồ á. Đó, nhìn là biết, còn mình là biết của má chơi, xưa chơi bán đeo. Sâu bị lỗi. Sâu bị lỗi nè. Lên sâu khác nha. Rồi hả? Bỏ xô khác. Rồi bước đi. Là 8 xô nha. Ơi chết mẹ rồi. Dữ không? Má cái này nó khó canh lắm nội ơi. Má này mình phải dởm cái ống màu xanh này chứ đừng dởm cái màu vàng. Cái ống màu xanh á.
má gặp mắt bị cận đến Mỹ. Trời hố ơi. Má nè. Dễ ăn đó bạn. Má để dụ rồi. Má, quan trọng á lúc đầu rồi phải không? Là phải chăm cho nó chuẩn để tâm nè. Đó, lên đây nè. Tụi nó méo rồi sẽ đụng cái nấm vú này gốc á. Chúng thì nói, chúng thì nói. Chứ chỉ bày bà không chúng đâu. Diễn thôi, diễn thôi. Ờ, cái này cũng được rồi. Má lại quay tàn cảnh luôn rồi. Má Chú diễn không vào, chú diễn không vào. Chú diễn không vào. Vào chứ. À, khó mà. Này chắc cũng được rồi. Hồi nãy nó dưới nó dư thấy thiếu gì nè. Thiếu hả? Dư cái gì á? Đụng mẹ nó cắt nói cái lộn. Má này đụng luôn rồi. Thiếu rồi. Lại. Quên tập của ta. Phục vô chơi giùm dáng Phục. Ôi trời ơi. Em phụ đùa nếu cả chơi giùm mà lỡ trúng rồi sao? Trúng lấy gì sao? Má hồi đổi qua cái đôi này. Má đôi chi đi khó ăn quá. Má coi không chừng tiếng nhạc nó kêu gì không ta? Có tiếng cót không? Tên. Thôi. Thiếu không ta? Nãy giờ bị thiếu không à? Nó nhát tai quá hiểu không? Dư đi rồi chị Hao. Ừ. Dư chị Hao không cặt. Dư là mất luôn. Không phải lụm đôi dép rồi. Còn cái đôi thắt dây là bao nhiêu vậy? 17.9. Bao nhiêu chính hả? Thì này mình đoán nha các bạn. Có 3 cái level. Cái mà mấy đôi mà của mía nhất á là ở dưới là dễ trúng nhất. Xong rồi tới mấy thằng này, xong tới mấy thằng này. Mà mình lấy mấy đôi về giữ về. Thắng chạy yếu lại. Trời má còn 3 xu vậy. Ôi. Dư hơi nhiều. Quan trọng dữ. Hơi cay rồi đó, hơi cay rồi đó. Chơi hạng thứ hai ha. Chơi hạng 1 luôn đi, biết trúng không nữa, hạng 2. Đủ mẹ. Bây giờ đang thiếu đôi dép hả? Ừ. Nhìn vậy thôi đừng đùa. Cũng khó lắm á. Không dễ đâu. Má khách chơi trúng với em chơi không trúng đâu. Má thật thì vậy ta. Này phải có cái mẹo gì mà quên má Google chứ cái chơi thôi. Má phải không chừng cái chìa khóa lại bị méo nè. Cá nhỏ hiện chơi cầm đứa tay đó nó không rớt mấy. Cho 10 xu thôi. Ok. Cây cây. Là 20 xu rồi nha. Ok. Nè 400 ngàn. Phát biểu gì sao lần đầu tiên trên vậy? Phát biểu đi. Cảm nhận. Bọn nó lừa rồi. Má bọn nó lừa rồi. Trời đất ơi. Google đi. Google xong chơi tiếp. Nếu lúc này mình không gấp đôi nào á thì các bạn nhớ qua đây trả thù cho mình nha. Chúng đưa mình up lên. Và tiếp tục cuộc chơi cờ bạc là phát thằng bừng này cũng giống như là cờ bạc đó mà. Ủa mà ông chơi quốc cho mấy thì thu bao nhiêu tiền hả? Em không biết, em
chỉ nhớ số tiền thôi là chơi hết 1 triệu á. Đâu, 2 triệu mấy á. 2 triệu á, 100 xu hơn 100 xu à. Mày mạnh tay quá, đụng đám vú rồi. Cái này như cái máy này nó muốn cho mình trúng nữa cho à. Má đụng rồi, chán ghê. Ủa này có cho đang chơi cho tắt máy không? Reset lại á. Không, có chúng mới đứng máy thôi. Mà giờ thì em đâu biết đâu, mới sổ mà là người đầu tiên chơi lại. Trời ơi. Má, tưởng đó là làm anh hùng mà ai ngờ làm lụi luôn má. Ủa bình nước. Thì nè, có ý kiến gì không ba? Nãy giờ ngồi không mà léo chỉ gì hết không biết trúng ba. Ê, đụng quá chơi đụng rồi. Đụng quá, đụng rồi Giang rồi. Ăn Giang, trời. Thử anh chịu thao thử coi. Kiểu anh nhảy ra nó phải đi thêm xíu nữa. Đúng không? Thôi tự anh đi, anh nhảy đi thêm xíu nữa hay sao á. Không hả? Ờ. Má thấy mình chơi chán nó bỏ đi hết luôn. Mày bên đi uống nước. Má trong lúc này là phải à. Tự lực cánh sinh à. Tự lực cánh sinh rồi. Nam mô Di Đà Phật. Hay đứa nhà nóng à. Nam mô Di Đà Phật. Thử chịu thao ơi. Chịu thao hả? Ừ. Má coi. Quay. Giờ anh chị đâu không cả. Giờ anh chơi vợ đâu nguyên nó đầu nguyên. Còn nữa anh không? Phải. Có ly anh uống nãy giờ. Thôi là nghỉ mệt xíu mà nói chuyện hả? À. Em có kinh nghiệm gì em chia sẻ em với anh trăm mấy. Chưa chơi thiệt mà. Chưa chơi luôn hả? Chưa. Em mua máy làm gì? Phục chơi chưa Phục? Dạ. Phục chơi chưa? Em chơi rồi. Nhưng chơi. Mà có trúng đâu. Chơi anh thử anh cái đi. Chơi không có trúng đâu. Chơi chăm cho thử nha. Trúng rồi nha, trúng. Trúng anh lấy bà. Ôi trời ơi. Giờ muốn vô đâu nào? Lấy chi đi anh quyết định này. Ủa? Đâu mà cái này chỉnh tay được hả? Được mà. Nãy giờ mới biết. Nãy giờ mới biết. Ủa mà nãy giờ đéo biết. Nãy giờ tưởng là một phát chết luôn. Nè he, nó có giống nha. Trời. Do anh thôi. Ủa, giờ anh chơi là phải cho chủ chơi thử các bạn đi. Mà mình chơi cực kỳ công bằng nha. Đâu phải là ai cũng trúng đâu. Mấy bạn kia hay thiệt mà. Trời nó dư đúng không? Dạ. Đó. Đó. Em có ăn gian không? Em có đo cái ổ phá nó bằng cái lỗ không? Hay ổ phá bự hơn? Ê, người ta trúng rồi là có nghĩa là nó phải vừa chứ anh. Đúng không? Nghĩ ai cũng ăn gian với anh hay gì? Nè. Nghĩ ta lương thiện không được gì. Tập trung nhất là Google. Google. Cắt đây, cắt đây, 5 phút Google đó. Lịch sử xíu à. Thẳng rồi đúng không? Dính cái mũi à? Nhà xe xuống đúng không? Hứng rồi. Xíu à. Xíu. Má còn có 3 hộp nữa. Lắc lắc cho má thử. Chó nhả thẻ à. Yeah.
thôi, đâu ai chút đâu. Ê nè ha, kỳ nha. Bà có xin lại số điện thoại luôn á bà. Ờ, không có không? Không có. Hôm bữa thấy đăng trên Facebook đúng không? Ừ. Đúng rồi, mình ảnh thiệt mà. Bây giờ sao rồi? Sao chúng ta? Con Nguyễn thôi chứ giờ sao vậy? Má bốn xì luôn. Ai cắt. Ôi, đủ đủ. Đủ à? Thẻ dư á. Thẻ cuối cùng chúng. Tin tôi đi. Không chúng thì dẫn anh dụ gì ăn ha. Mới đi về. Lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại mình đánh lừa nó. Ừ, đó mình nó mình giả bộ. Rồi, nó đã bị dụ rồi. Nó đã bị dụ rồi. Nó sẽ quẹt thằng này chút xíu à, nó sẽ quẹt cái mũi chút xíu. Các bạn thấy không? Khi mà nó quẹt cái mũi các bạn đếm. 3 2 1 lấy tiền. Lấy tiền trả tao luôn. Lấy tiền trả tao luôn. Mày nhớ ở đây trả thù mình nữa các bạn. Tôi lấy hai thẻ nó chơi má cả. Lúc mà chưa chơi nghe vô nha, giờ giống như tiếng chọc quê. Đó hả? Quá bơi, cày quá. Mới ngủ á. Cày lắm. Ai. Tranh dư cũng được, tranh thiếu cũng xong. Nó phải dự khích đủ đích. Dự khích đủ đích. À, cho đây rồi cho đền vậy quá. Thôi thử đây chi gì thì rụng nó đen. Néo hình, néo mời chi gì. Nói gì luôn. Chào vậy. Alo. Vui vẻ không vào nè. Vui vẻ không vào nè. Cái thị giác nó không có chính xác các bạn không? Mẹ. Về ba lần rồi đó. Trời, xíu bùm bùm đủ quá mất dạy. Không giữ 100 ngàn đó, ông thua, ông lấy 100 ngàn đó, ông mua nữa. Thử thử một lần cho đền nha. Đồ mà bữa trả rồi cho đền về trả lại luôn. À, nhưng qua nãy đeo mất kiến thôi. Ba đồ quỷ này chơi một. Đấy. Nè, lấy tiền. Không được, còn thường là xếp dính lắm mà. Cái này các bạn phải kiên. Ước nói xếp dính. Các bạn phải kiên nhẫn các bạn không? Cái máy này đòi hỏi các bạn phải kiên nhẫn là rất là nhiều tiền. Đây đây chỉ đi nè, khúc này nè, mình biết rồi. Đây, anh quay cho, khúc này á.
các bạn phải canh sao mà cái đầu của cái mũi tên á nó vuông góc lại cái hình tam giác hết trơn rồi, thấy không? Thấy không? À. Ê, đồ mới chơi vậy. Hết giờ. Rồi. Nó có giờ không rồi? À. Có 15 giây à. Có giờ nha, có giờ nha. Nè, lắc cái cần qua đây là thấy số 15 giây ở đây nè. Đó, nó bắt đầu rồi đó. À. Thôi kệ, một kệ sẽ bùng bùng. Rồi. Đúng rồi. Cái chìa khóa này nó bị méo phải không? Nó bị méo. Set. Rung 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 rung. Ủa mấy xu rồi đó vậy? Còn 2 xu à. Rung 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 rồi. Có đâu. Lên trốn thì em vui. Đúng rồi, vui lắm. Tập hóa. Em vui mà. Cái ta xém luôn á. Để cuối cùng rồi. Phải nhớ là những cái cảm giác mình thua cuộc để chiến thắng ngày hôm sau. Hiểu không? Thì ai thế đây? Thôi, vậy thiệt. Còn hết tiền chưa? Rồi, đó 100 ngàn, đó 100 ngàn. Ơi, chơi luôn. Thêm luôn. Nó lọt ra rồi là phải chơi rồi. Đúng rồi. Chơi luôn. Nghiên cứu, nghiên cứu. Má, nãy giờ bố đéo về 4 lần rồi đó. 5 xu. Này giờ không có nói nữa, này im lặng. Ôi má. Ủa sao kỳ vậy ta? Lúc này lúc để vậy nè, cái chìa khóa nó gần vô làm như là nó liếm nhẹ dưới là cũng vừa đủ dưới luôn, mà ở trên bị dư, nghĩa là chìa khóa này bự hơn cái lỗ. Cái này nó chê đánh lừa thị giác ngoài rồi. Con Giang ơi, bạn ơi. Tất ra Giang ơi. Các bạn quan sát kỹ nha. Các bạn nào có biết mánh mung cái máy này về cho mình lót xong quay qua tiếp, mình bút tiếp. Cay lắm rồi. Coi nào lỗ không vô. Lỗ không trúng, trúng hết rồi. Bên hết. Xíu xíu rồi ta. Xém rồi nè, xém luôn á. Xém luôn. Không chừng cái đồ này quá khó à. Hồi nãy giờ thử được cho lên chưa ta? Rồi đúng không? Rồi đúng không? Khô luôn. Như chưa, anh nói cho anh chưa thử. Rồi. Nói giờ quất cái đôi nào mình ghét nhất kìa. Ultra Boost trắng mà ghét nhất. Giờ kéo vô được. Vô lỗ không luôn à. No.
thu là tắt luôn nha, thu là tắt luôn nha, đéo nói nha, thu là tắt máy luôn, tao mới quay. Thôi về. Thôi. Thôi. Gì đâu. Vui vui. Lấy tiền cho tiếp mà. Thôi hết tiền rồi, thôi đừng chơi nữa. Cho kính nè, cho kính đi về. Về. Sẽ không ai thấy mình khóc. Vậy à. Tao quên đi ăn. Về thiệt nha. Về đi ăn thiệt nha, không quay lại nữa nha. Nha.